qua với tôi không? Hả? Ủa? Mì vậy Phong? Có gì đâu, bà sợ dữ vậy. Do tôi chơi game nhiều quá cho nên mắt tôi nó hơi sưng xíu thôi chứ có gì đâu. Trời đất ơi, thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, chơi game cho lắm vào, bây giờ mắt đen thùi lùi luôn kìa. Nhưng không sao, đã có tôi, Samida sẽ giúp cho ông. Nhìn tôi nè, hồ bia. Bùm. Xin giới thiệu không? Đây là mắt kính mà tôi mới mua được luôn nha, rất là xịn luôn. Đó, thì mắt kính này tên là Optus. Nani? Xịn quá, cho tôi nè. Trời ơi, cái gì mà xịn dữ vậy trời? Optus hả? Wow, nhiều loại mắt kính đẹp quá nè, xịn quá nè. Ủa bạn ơi, các bạn hãy xem đây, trên tay của mình là một loại mắt kính gọi là chuyên dành cho game thủ nè, streamer và những người gọi là dùng máy tính thường xuyên giống như mình các bạn ơi. Ủa, những bạn nào mà xài máy tính á là phải mua một cái mắt kính như thế này nha. Để làm gì các bạn biết không? Ngay bây giờ mình sẽ mở nó ra và review cho bạn xem nha. Xịn quá bạn ơi. Ok bạn ơi, ngay bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra để xem coi bên trong nó có gì nha bạn nha. Thì đầu tiên, ở ngoài bạn thấy là nó có một cái chữ gọi là Optus nữa bạn ơi. Thì đây chính là cái hãng mắt kính mà mình mới vừa mua á. Bạn nào muốn mua mắt kính này thì mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn nha. Ok, thì ở trong đây thì mấy bạn thấy là nó có tặng cho chúng ta một cái khăn mấy bạn ơi. Cực kỳ chu đáo luôn nha. Ở bên nhà sản xuất họ tặng chúng ta cái khăn để làm gì? Để chúng ta lau kính á bạn ơi. Cực kỳ gọi là chu đáo luôn. Tiếp theo nữa là những cái gọi là thẻ gọi là bảo hành nè. Đó. Rồi có cả quyển sách để hướng dẫn nè bạn ơi. Đó, quá trời luôn. Ok. Rồi, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta đây. Mắt kính Optus mấy bạn ơi. Đó, mình sẽ mở ra nha. Wow, nhìn nè, một cái mắt kính cực kỳ sang trọng luôn. Bây giờ mình sẽ đeo lên thử cho các bạn xem nha. Trời ơi bạn ơi, mình vừa đeo vô cái là mắt mình hết đen luôn, trời ơi xịn dữ. Đấy, coi chưa. Ok bạn ơi, thì đây bạn đang thấy là hiện tại trên tay của mình là đang cầm hai loại mắt kính của gọi là Optus bạn ơi. Một loại là mà hình vuông nha bạn nha, còn một loại là hình tròn. Những bạn nào mà đi học hoặc là gọi là làm nhân viên văn phòng á mà gọi là muốn kiểu nhìn nó nghiêm túc tí xíu thì bạn hãy mua hình vuông. Còn những bạn nào mà muốn nhìn cho nó trẻ trung mà có thể đeo đi ra ngoài đường luôn á thì bạn có thể mua hình tròn đó. Thì mình lại thích hình tròn hơn nha bạn nha. À, còn mấy bạn nào mà không thích thì có thể dùng hình vuông. Đấy, nói chung là có rất là nhiều mẫu để cho bạn có thể lựa chọn được luôn. Thì ngay bây giờ mình sẽ gọi là review sơ qua về cái mắt kính Optus này cho bạn, để cho mấy bạn hiểu hơn về chiếc mắt kính gọi là siêu xịn sò con bọt cười này nha bạn nha. Thì lý do vì sao mà mình bảo rằng là mấy bạn nên mua một chiếc mắt kính giống như mình, nhất là những bạn bị cận giống như mình á thì nên mua. Tại sao các bạn biết không? Là bởi vì mắt kính Optus chúng ta là một trong những loại mắt kính có thể gọi là khử được ánh sáng xanh của máy tính rất là tốt nha. Các bạn xem đây, đây là gọi là chiếc màn hình máy tính của mình các bạn ơi. Thì khi mà chúng ta ngồi ở trên máy tính lâu á thì chúng ta sẽ rất là dễ bị đau mắt luôn. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì màn hình máy tính là gọi là nó có thể phát ra được một cái loại ánh sáng mà người ta thường gọi là ánh sáng xanh. Nó khiến cho chúng ta bị cận thị, khiến cho chúng ta bị đau mắt, bị khô mắt và khiến cho chúng ta gọi là nhức đầu khi mà nhìn màn hình một thời gian lâu. Bởi vì vậy cho nên những bạn nào mà gọi là làm công việc văn phòng á, hoặc những bạn nào mà làm YouTuber nè, làm streamer, hoặc thậm chí những bạn nào không cần làm công việc đó mà chỉ là thích chơi game thôi thì tốt hơn nên mua một chiếc mắt kính như thế này. Bởi vì khi chúng ta đeo mắt kính này vào thì như thế nào? Chúng ta sẽ không bị đau mắt, sẽ không bị khô mắt và sẽ không bị gọi là nhức đầu khi mà nhìn vào màn hình máy tính quá lâu. Bạn hiểu không? Thì đó, bây giờ cho nên đây là lý do vì sao mình mua một cái mắt kính như thế này, để chúng ta có thể làm YouTube tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa các bạn biết là gì không? Là ở ngoài mặt trời các bạn, mấy bạn cũng biết mặt trời đúng không? Mặt trời nó cũng có ánh sáng xanh luôn nha. Bởi vì vậy cho nên mấy bạn cần mua một mắt kính như thế này để khi ra ngoài trời nắng á thì mấy bạn sẽ không bị gọi là ảnh hưởng đến mắt do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào đó. Nó giúp cho chúng ta gọi là không bị đau mắt, không bị gọi là cận thị. Thực sự là nếu mình biết cái mắt kính này sớm hơn á, mình nghĩ rằng mình sẽ không bị cận thị do ngoài máy tính đâu. Mà bởi vì là do mình không biết đến cái loại mắt kính này sớm cho nên là mình đã bị cận mất tiêu rồi. Nhưng mà không sao, bạn nào không bị cận hoặc bạn nào bị cận vẫn có thể mua mắt kính này để sử dụng được nha. Rất là tốt luôn. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả, bạn sẽ kéo xuống đó để mua cùng với mình nha. Bây giờ mình đã có sẵn rồi nè. Và bây giờ mình sẽ đeo cái mắt kính này và chơi game thử cho bạn xem coi mắt kính này nó xịn như thế nào nha mấy bạn nha. À mà quên nữa bạn ơi, từ nãy giờ mình còn quên một cái này rất là hay nữa nè, bạn biết là gì không? Đó chính là chiếc mắt kính này nha. Khi mà bạn mua thì bạn chỉ cần mua một chiếc thôi mà bạn có thể xài được 1 năm, 2 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm cũng không sợ nó bị hư nữa. Lý do vì sao mình lại nói như vậy, bởi vì bạn xem đây, chiếc mắt kính chúng ta khi mà chúng ta bẻ thế này nè, đó.
mà nó còn không bị gãy nữa, mày thấy không? Nó khỏe dữ nè. Gãy đi, không hề gãy luôn, mày thấy không? Đây có thể nói là một trong những chiếc mắt kính mà có thể nói là cực kỳ bền mà từ trước giờ mình từng gặp luôn á. Thì nếu những bạn nào mà còn không tin nữa thì ngay bây giờ mình sẽ test thử, mình sẽ thử đập nó để cho coi coi nó có bể không nha. Các bạn hãy thử xem nha. Cực kỳ bền luôn á. Xem đây. Bây giờ mình sẽ thử gọi là ngồi lên trên nó để coi coi nó có bị gãy được không nha các bạn nha. Xem đây. Mình sẽ đóng lại thế này nè. Rồi mình sẽ để lên ghế nè. Nha, để lên ghế nè. Sau mình ngồi lên. Mình sẽ nhúng luôn. Nhiều khi là cái ghế nó gãy chứ mắt kính nó không gãy các bạn ơi. Xem đây. Ta 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 ta. Không hề gọi là gãy, không hề xước, không hề bị gì luôn. Ghê chưa? Bây giờ mình sẽ test tiếp cho các bạn xem nha. Hồi nãy là mình đã ngồi lên nó mà nó còn không hề gãy nè. Bây giờ mình sẽ thử đặt nó thử nha các bạn nha. Coi nè. Tên nó này không hề gãy, đập mạnh hơn nè. Wait a minute. Không hề gãy luôn, vẫn đeo được bình thường, vẫn xem được bình thường, vẫn đẹp trai như bình thường. Và thậm chí khi mà mình đeo trên mắt như thế này các bạn, mà mình có lắc lư, mình có quẩy ở như ở trong bar, như là dân châu Á trong bar thì cũng không thể nào bị rơi được. Mày hãy xem đây. Không hề rơi nha các bạn nha. Bền cực kỳ. Ok bạn ơi, và hiện tại là mình đã vào trong cái tựa game Mini World để mình gọi là test thử cái mắt kính của mình nha bạn ơi. Thì bạn đang thấy nè, đó, hiện tại trên mắt của mình là mình đang đeo mắt kính của Optus mấy bạn ơi. Thì cái mắt kính này mình nói thật nha, khi mà đeo vào á thì mình có một cái điều này mà mình thấy là gọi là đúng nhất nè, bạn biết là gì không? Đó chính là khi đeo vào mình cảm giác mình đẹp trai hơn gọi là gấp 10 lần các bạn ơi. Đó, đẹp trai chưa, đẹp trai chưa? Đẹp bạn bà thấy tôi đẹp trai không Sam? Trời đất ơi, ông nói cái câu mà tôi muốn mửa luôn á Phong ơi. Trời đất ơi, mang cái kính vào có đẹp trai hơn đông nội. Tào lao, tào lao, tôi không đẹp trai thì ai mà đẹp trai. Trời ơi, bà đời vô duyên quá bạn ơi. Thấy không, mấy bạn thấy không, Sammy là bạn gái của mình, vậy mà khen mình một câu đẹp trai có không khen được nữa. Người gì đâu mà gọi là người đâu mà ép độc quá. Trời ơi trời. Ok, thôi, mình giỡn các bạn cho vui thôi. Thật ra thì khi mà mình đeo mắt kính này vô nè, thì mình nói thật với các bạn luôn nha, chưa bao giờ mình cảm giác rằng là khi mà mình gọi là ngồi chơi game á, mà mình cảm giác kiểu thoải mái như thế này luôn các bạn ơi. Bạn biết tại sao mình lại nói thoải mái không? Là bởi vì mình cảm giác đôi mắt của mình nó rất là nhẹ nhàng luôn. Mình không có còn cảm giác bị đau mắt, bị khô mắt hay là cảm giác bị chóng mặt khi mà nhìn vô màn hình nữa. Đó, đó chính là một cái gọi là ưu thế rất là tốt để dành cho những bạn nào mà là game thủ giống như mình. Đó, hoặc những bạn nào mà làm streamer, làm youtuber thì cũng có thể sử dụng mắt kính này để gọi là giúp cho đôi mắt của chúng ta gọi là thoải mái hơn khi mà quay video hoặc chơi game nha các bạn nha. Đấy, thì hôm nay bây giờ mình sẽ lưu điểm hồi sinh nè. Rồi ok bạn ơi, thì mấy bạn đang thấy là hiện tại là mình đang vào trong một cái con map mắt cua để mình gọi là thử, gọi là test thử cái mắt kính của mình để xem coi khi là mình đeo mắt kính vô mình có bắt cua giỏi hơn gấp 10 lần gọi là bình thường nha các bạn nha. Bạn biết tại sao không? Là bởi vì khi mà chúng ta gọi là ngồi chơi game á, chúng ta sẽ rất là dễ bị đau mắt, bị khô mắt, và mắt của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều khi mà ngồi trước máy tính quá lâu. Bởi vì vậy cho nên là khi mà gọi là ngồi chơi game á, mình sẽ thường gọi là bắt cua không được hay cho lắm, bởi vì mình bị đau mắt, mình sẽ không thấy đường để mình bắt cua đó. Mà khi mình đeo mắt kính này vô thì mắt của mình sẽ rất là thoải mái và mình sẽ bắt cua giỏi hơn bình thường gấp 10 lần. Mẹ có tin không? Bạn nào không tin thì thử mua cái mắt kính này về đeo thử coi có giống như mình nói không. Trời ơi, mình nói thiệt với bạn luôn, mua cái mắt kính này về xong mấy bạn sẽ không hối hận đâu mà nói thật. Sao nghe xịn vậy? Em mua tôi 10 cái không? Ê, tào lao, mua một cái thôi được rồi. Một cái thôi là bà xài đến gọi là tận năm sau luôn á, hiểu không? Hiểu không? Tôi mua tôi dồn, tôi về từ tôi xài từng cái, ngày cái cho xịn. Trời ơi, tào lao. Gì mà mỗi ngày xài một cái, mỗi ngày xài một cái, tiền đâu mà mua. Trời ơi trời, mắt kính xịn á thì cho nên là gọi là đúng ha. Tại vì mắt kính này các bạn, mặc dù gọi là nó rất là xịn nhưng mà giá thành thì lại rất là rẻ luôn. Mấy bạn muốn mua bao nhiêu cũng được hết, đúng rồi. Giá của mắt kính này cực kỳ rẻ luôn bạn ơi. Đó, thì nó có cả kính hình tròn và cả kính hình vuông nữa. Mấy bạn thích loại nào cũng có cho mấy bạn lựa luôn nha. Đó, thì mình sẽ để cái link mắt kính này ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Mấy bạn có thể mua ở bên dưới nha. Đó. Mà nói chung là Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, tôi nghĩ rằng bà nên mua một cái thôi, không cần mua nhiều đâu, biết sao không? Bởi vì hồi nãy tôi có test thử cho bà coi đó, mắt kính này cực kỳ xịn luôn. Bây giờ bà có gọi là dùng cái cục tạ mà đặt nó cái nó bể cũng không bể được luôn nữa thiệt. Bà dùng cục tạ nè. Làm gì? Ôi tào lao, hồi nãy tôi test thử cho bà coi đó, tôi để lên ghế tôi ngồi lên luôn mà nó cũng đâu có gãy được đâu. Bởi vì là nó cực kỳ xịn bạn ơi, bạn không tin đúng không? Tôi làm lại cho bạn coi nè, đó, bẻ này thấy không?
mình bẻ cong vòng như thế này nè, mà nó còn không gãy được mà. Trời ơi, quá xịn luôn. Ông mà vậy mà cũng không gãy luôn hả? Cái gì á? Ờ cái này xịn á. À, cái bà kia bà kêu bà mới kêu tôi mập á hả? Vô duyên. Ủa đâu ai nói gì đâu, tôi biết gì đâu. Tôi nói mập đâu. Thôi ok, bây giờ là mình sẽ gọi là chơi game bằng cái mắt kính này tiếp nha bạn nha. Thì các bạn thấy cái mắt kính này nó có xịn hay không? Nó có gọi là lợi hại như lời mình nói hay không? Thì các bạn hãy mua và test thử cùng với Phong nha. Mình nói thiệt các bạn sẽ không làm mấy bạn thất vọng đâu, bởi vì mắt kính này xịn thiệt các bạn ơi. Phong từ trước giờ khi mà Phong gọi là sử dụng một cái loại sản phẩm nào đó thì loại sản phẩm này phải cực kỳ xịn thì Phong mới bỏ tiền ra Phong mua, chứ không phải tự nhiên khi không mà Phong mua đâu nha. Bây giờ cho nên các bạn hãy cùng Phong mua thử mắt kính Upstate này về để chơi thử nha bạn nha. À không, đeo thử và chơi game thử đó. Ok, cực kỳ xịn luôn. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. À quên nữa, những bạn nào đang làm YouTuber hoặc là streamer á thì nên mua kính này càng sớm càng tốt nha bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, yêu anh em phải nồi. Tạm biệt. Quay luôn. Trời ơi. Ờ đúng rồi đó. 3 2 1. Bình thường có ghê quá. Quay vậy nó mới hợp. 3 2 1 action. Xịn quá à, cho tôi nè.